đơn vị của đơn vị cung cấp cho khách hàng. Hàng chọn tạo mới. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin khách hàng bao gồm các trường thông tin. Các trường thông tin có dấu sao đỏ yêu cầu bắt buộc phải nhập thông tin. Mã khách hàng đơn vị có thể tùy chọn mã khách hàng theo lựa chọn của đơn vị. Nếu khách hàng là doanh nghiệp yêu cầu nhập mã số thuế, hệ thống cho phép kiểm tra mã số thuế có đúng hay không. Điền tên khách hàng vào mục tên khách hàng. Nếu mã số thuế chưa đúng, hệ thống sẽ thông báo mã số thuế chưa đúng, yêu cầu nhập lại. Đặt tài khoản khách hàng có trong hệ thống. Điền địa chỉ khách hàng và các thông tin liên quan. Mục email khách hàng bắt buộc phải đăng nhập, vì hệ thống tự động gửi tài khoản và mật khẩu để cho khách hàng tra cứu hóa đơn. Sau khi nhập đủ các thông tin chọn lưu, hệ thống sẽ gửi lại thông tin khách hàng và sẽ hiển thị trên danh sách khách hàng. Trong trường hợp thông tin khách hàng có sự thay đổi, hệ thống cho phép tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc theo mã khách hàng. Ví dụ, chọn tìm kiếm, hệ thống sẽ sổ ra thông tin khách hàng liên quan. Chọn sửa, để sửa các thông tin của đơn vị của khách hàng. Sau khi chỉnh sửa xong chọn lưu, hệ thống đã sửa thông tin khách hàng. Đây là cách khởi tạo danh mục khách hàng một cách thủ công. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cho phép quản lý upload khách hàng. Để upload được thông tin khách hàng, đơn vị phải có một bảng thông tin khách hàng, bao gồm các trường thông tin đã được quy định sẵn và chọn tạo mới. File có thể chọn file zip hoặc file XML để upload lên hệ thống. Dung lượng không được quá 100MB, đơn vị chọn tệp. Chọn đường dẫn của danh sách khách hàng để upload lên hệ thống, sau đó chọn upload dữ liệu. Hệ thống sẽ upload file dữ liệu của khách hàng lên hệ thống. Tiếp theo là hướng dẫn về danh mục nhân viên. Chọn danh mục nhân viên. Danh mục nhân viên cho phép tra cứu nhân viên theo tên nhân viên, phòng ban hoặc là tài khoản của đơn vị. Để khởi tạo một nhân viên mới, chọn tạo mới. Yêu cầu nhập thông tin về nhân viên. Các trường có dấu sao yêu cầu bắt buộc phải nhập. Tài khoản của nhân viên trên hệ thống, phòng ban, địa chỉ email. Sau khi nhập đủ các thông tin, chọn lưu. Hệ thống sẽ thông báo tạo thông tin nhân viên thành công. Để chỉnh sửa thông tin nhân viên, chọn đến nhân viên cần chỉnh sửa thông tin và chọn sửa. Sửa đổi các thông tin liên quan. Sau khi đã chỉnh sửa các thông tin liên quan, chọn chỉnh sửa. Hệ thống đã sửa thông tin nhân viên. Để xóa một nhân viên trên hệ thống, chọn nhân viên cần xóa và chọn nút xóa. Hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa nhân viên này không? Chọn OK để xóa nhân viên hoặc chọn hủy. Để khởi tạo danh mục sản phẩm, chọn danh mục, sau đó chọn danh mục sản phẩm. Để tạo mới danh mục sản phẩm, chọn tạo mới. Các thông tin yêu cầu bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm và đơn vị tính. Sau khi khởi tạo các thông tin, chọn tạo mới. Để sửa thông tin sản phẩm, bấm chọn sản phẩm cần sửa trên hệ thống. Chọn sửa, sửa thông tin.
chọn chỉnh sửa. Để xóa thông tin sản phẩm, chọn xóa. Hệ thống sẽ hỏi lại có chắc chắn muốn xóa sản phẩm không? Chọn OK nếu muốn xóa sản phẩm, hoặc chọn hủy để hủy lệnh xóa thông tin sản phẩm. Để tạo ra danh mục cơ quan thuế, chọn danh mục cơ quan thuế. Danh mục cơ quan thuế đã được khởi tạo từ hệ thống. Quản lý thông tin đơn vị chỉ có thể tra cứu thông tin của đơn vị quản lý của đơn vị.